hình Việt Nam. Vào ngày hôm qua thì giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã diễn ra hai trận đấu ở bảng B, trong đó cuộc đối đầu giữa đội tuyển Australia và câu lạc bộ Phúc Kiến của Trung Quốc có tính chất quyết định tới việc giành quyền vào chơi trận tranh suất vào bán kết. Là một trận đấu có tính chất quan trọng, thế nên cả hai đội đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Những chiến thuật tấn công đa dạng của đội tuyển Australia đã khiến cho đội Phúc Kiến Trung Quốc trong trang phục áo xanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hu Jin cũng tìm lại được sự ổn định và giành chiến thắng với tỷ số 25-22. Set đấu thứ hai là thời điểm đội tuyển Australia thi đấu bùng nổ và có được chiến thắng 25-18 để quân bình tỷ số 1-1. Ở hai set đấu sau đó, những điều chỉnh hợp lý về nhân sự và chiến thuật đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Hu Jin giành thắng lợi 25-18 và 25-20. Để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó giành vị trí thứ 3 bảng B và bước vào trận đấu giành vé tranh suất vào bán kết gặp đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu tranh quyền vào bán kết là cuộc so tài giữa câu lạc bộ NEC của Nhật Bản và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thi đấu khởi sắc xong hai set đấu đầu tiên khi giành chiến thắng với các tỷ số 27-25 và 25-19. Ở set đấu thứ 3 và thứ 4, hai đội có cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Tuy nhiên, câu lạc bộ NEC của Nhật Bản là đội giành chiến thắng với các tỷ số 25-23 và 25-21. Ở set đấu thứ 5 quyết định với tỷ số chung cuộc 3-2, qua đó giành quyền vào bán kết.